Cái ngày mà mình biết được đến hoàn cảnh của bé Tiến thì lúc đó là bố đã mất được khoảng 3-4 ngày. À, lâu lâu ở trên ngãi á, trên gác thấy nó khóc. Nó nằm ngủ á, có một mình nó khóc. Cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ. Con rất là xót xa khi biết là ai đó phải mất cha mất mẹ, nhất là khi họ còn rất là nhỏ. Dạ, tôi không nói được gì hết. Tại vì con tôi mới mất, tôi đau khổ dữ lắm. Nhưng mà bà ơi, em Tiến á, là bây giờ không có nói chuyện nhiều. Ít có nói lắm, ít nói mà ít cười á. Thì nghe kể thì con nghĩ là chắc chắn một điều là về cái tinh thần của bé Tiến đã bị ảnh hưởng cũng không phải là nhẹ đâu. Ước mơ của tôi cho con cháu tụi nó được cấp sách định trường đi học. Cái điều mà cháu xót nhất là cái cảnh bé ngồi thu lưu mình, tức là bây giờ có nghĩa là bây giờ bé đã thu mình vào một cái thế giới riêng của mình. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn như chưa lắm bao giờ, những ngày thơ mặn theo những ước mơ, ôi mộng mơ đợi chờ với lòng tin ngây thơ. Cả một thời thơ ấu mong được lớn, đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm, ôi trái tim trăm lần yêu mềm. Nếu mà được vào vòng trong thì hãy tự tin hơn, tại vì em nên nhớ là em đứng đây em hát không phải cho bản thân em nữa, mà em hát cho bé Tiến. Đón xem tập 6 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:25 ngày 6 tháng 4 năm 2018 trên kênh HTV7.